Cứ sống với 10 thói quen này thì đường tới nghĩa địa của bạn đang ngắn lại. Bạn muốn sống lâu, sống khỏe, sống có ích hay sống trong bệnh tật? Sau đây là 10 thói quen đoản mệnh và 10 thói quen trường thọ đã được thế giới công nhận. Rất nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh rằng thói quen sống không tốt chính là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và ung thư. Bởi vậy, nếu tránh xa được các thói quen xấu thì cũng có thể tránh xa được các loại bệnh. Bạn muốn sống lâu, có sức khỏe và cống hiến nhiều cho xã hội hay sống trong bệnh tật? Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Sau đây, xin chia sẻ tới các bạn 10 thói quen đoản mệnh và 10 thói quen trường thọ đã được thế giới công nhận. 1. Lười vận động. Tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The Lancet đã từng có một bài viết rằng trong 10 người tử vong sớm thì có một người tử vong do thiếu vận động. Ngoài ra còn có những nghiên cứu chỉ ra rằng những người mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, u biếu, tiểu đường type 2, các bệnh mãn tính có 12-19% nguyên nhân là do kém vận động. Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới đã từng công bố bệnh lười vận động đã trở thành nhân tố có nguy cơ tử vong đứng thứ tư trên thế giới. Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có 3,2 triệu người chết do nguyên nhân này, mà con số này đang tăng lên mỗi năm. 2. Ngồi vắt chéo chân. Bạn đang ngồi vắt chéo chân hay ngồi ngay ngắn? Bạn có biết ngồi vắt chéo chân rất nguy hiểm hay không? Khi một chân của bạn vắt chéo vào chân còn lại sẽ gây mất cân bằng cột sống. Các cơ mềm xung quanh cột sống sẽ bị co rút lại. Lâu dần sẽ gây ra các bệnh biến dạng cột sống, đau cơ và đau lưng. Tư thế ngồi này cũng khiến đầu gối và các tĩnh mạch bị ức chế, khiến máu lưu thông khó và huyết áp tăng cao, dễ gây ra các bệnh giãn tĩnh mạch hay viêm tĩnh mạch nén. Hai chân kẹp chặt vào nhau còn khiến nhiệt độ ở vùng xương chậu tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đối với nam giới, không chỉ làm giảm sức sống của tinh trùng mà còn có khả năng bị viêm tuyến tiền liệt. Đối với nữ giới sẽ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không mau ngồi ngay ngắn lại? 3. Ngồi lâu trước máy tính. Tôi tin rằng có rất nhiều người đang mắc phải điều này, ngồi lâu trước máy tính mà không vận động. Theo như một nghiên cứu của trường đại học Queensland tại Úc, sự nguy hại của việc ngồi lì một tiếng đồng hồ tương đương với việc hút 2 điếu thuốc lá. Điều này có nghĩa với việc bạn bị giảm 22 phút tuổi thọ mỗi giờ. Ngồi lâu trước màn hình máy tính mà không vận động khiến mật độ máu đông tương đối cao, lâu dần sẽ gây tình trạng đông máu dưới chân. Khi vận động, các cục máu đông sẽ bong ra rồi di chuyển, gây tắc nghẽn mạch phổi, nghiêm trọng có thể gây đột tử. Ngồi lâu trước máy tính với một tư thế không đổi còn gây căng thẳng đốt sống cổ, chèn ép dây thần kinh và mạch máu. Nhìn lâu vào màn hình vi tính còn khiến mắt khô và đỏ, ảnh hưởng tới da và trí não. 4. Uống ít nước. Uống nước là chuyện nhỏ, nhưng uống ít nước lại là chuyện lớn. Khi bạn cảm thấy khát nước, tức là lượng nước trong cơ thể của bạn đã bị mất đi 1% so với trọng lượng cơ thể, các cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Khi lượng nước mất đi đạt tới mức 2% trọng lượng cơ thể thì việc vận động sẽ bị cản trở, đồng thời cảm thấy bị ức chế và chán ăn. Nếu đạt tới mức 4-8% sẽ xuất hiện các triệu chứng như khô da, khản giọng, mất sức, nghiêm trọng hơn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. 5. Dùng sức quá mạnh khi đi vệ sinh. Bị táo bón khi đại tiện nếu như dùng sức quá mạnh có thể khiến cơ tim bị kích thích, gây ra các biến cố đột quỵ nguy hiểm, còn hơn cả nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp tính hoặc tai biến mạch máu não. Điều này thường gặp ở người trung tuổi và người già, đặc biệt là những người huyết áp cao, sơ vữa động mạch, bệnh tim hay bệnh tiểu đường. 6. Thích uống nước ngọt ướp đá. Người già mà thường xuyên uống nước ngọt ướp đá với một lượng lớn vô cùng nguy hiểm, do thực quản nằm sau tim, dạ dày nằm ở dưới tim. Vì vậy, nếu như uống một lượng lớn nước ngọt ướp đá, dễ gây co thắt mạch vành và dẫn tới đột tử. 7. Sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh. Bạn có thói quen mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh không? Vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại dễ gây phân tán, mất tập trung. Đáng lẽ chỉ cần mất mấy phút để đi vệ sinh, thế nhưng vì chú tâm vào điện thoại mà phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết xong, khiến chất thải tắc nghẽn lâu trong hậu môn, kích thích mạch máu gây tụ máu, lâu dần sẽ khiến tuần hoàn máu tắc nghẽn, gây ra bệnh trĩ. 8. Cúi lưng bê vác đồ nặng. Bê vác vật nặng mà tư thế không đúng rất hại cho lưng.
cúi gập lưng để bê vác vật nặng, khiến đĩa đệm xương sống của thắt lưng đột nhiên phải chịu lực ép lớn, dễ gây thoát vị đĩa đệm. Rất nhiều người đau lưng, bị nặng hơn là do việc khom lưng bê vác vật nặng không đúng tư thế. Hãy cố gắng để tránh việc khom lưng bê vác nặng, hay xoay người với đồ. Nếu muốn bê vác vật nặng, hãy nên ngồi hẳn xuống thấp chân và thẳng lưng, để vật nặng tựa vào cơ thể mình hoặc các dụng cụ trợ lực. Nếu như bất đắc dĩ phải khom lưng, thì nên để tay đỡ hai bên của vật thể để giảm trọng tải cho lưng của bạn. 9. Trầm lặng ít nói, dễ nổi nóng và cáu giận. Khi công việc không được thuận lợi, quan hệ xã hội không được tốt, nhưng lại không thể thổ lộ với ai, dễ bị ỷ lại và dựa dẫm vào người thân. Nhưng nếu người thân không hiểu hoặc ít thổ lộ, sẽ cảm thấy bị bất lực, bế tắc. Thử hỏi nếu những áp lực bị dồn nén lâu ngày trong người, thì liệu bạn có thể khỏe mạnh được hay không? Sức ép, uất ức khiến tâm lý bị rối loạn, khiến sức đề kháng và miễn dịch bị giảm sút, tạo cơ hội cho các tế bào ung thư dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể. 10. Không chú trọng tới những tín hiệu bất thường trong cơ thể. Theo một báo cáo nghiên cứu nam giới, ở độ tuổi trung niên, có hơn 70% người mắc một hoặc nhiều loại bệnh chủ yếu liên quan tới cơ quan sinh sản và đường ruột. Nhưng 80% trong số đó xuất hiện triệu chứng bệnh mà không lập tức điều trị, đợi cho tới khi không thể chịu đựng được nữa mới tìm bác sĩ. 18% người trong số đó khi chẩn đoán chính xác đã phải tiến hành phẫu thuật gấp. Số ít còn lại đã là giai đoạn cuối hoặc rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Có bệnh phải kịp thời tìm bác sĩ điều trị, nếu không sẽ khiến bệnh ngày càng tồi tệ. Có biết bao nhiêu người vì nghĩ bệnh nhẹ mà không đi khám, đợi tới khi phát hiện thành bệnh nặng, còn muốn cứu chữa cũng không kịp. Trên đời này không có thuốc hối hận, một khi đã trở thành bệnh nặng thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi. 10 thói quen sống giúp bạn trường thọ. 1. Ăn rau quả. Việc này nghe thì dễ, nhưng lại có rất nhiều người không làm được. Ăn rau quả không chỉ giúp bổ sung vitamin và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe, phòng chống bệnh ung thư, mà còn giúp cải thiện trạng thái tâm lý, giúp phòng chống các loại bệnh tật. 2. Ngủ trưa hàng ngày. Học viện Sức khỏe Cộng đồng Harvard đã từng nghiên cứu 24.000 người và phát hiện ra rằng so với những người không ngủ trưa thì tỷ lệ những người ngủ trưa tử vong do bệnh tim ít hơn 40%. Cơ thể ngoài việc ngủ vào buổi tối thì ban ngày cũng cần phải được ngủ. Thời gian ngủ trưa lý tưởng nhất là khoảng 15 phút và tốt nhất không nên vượt quá 30 phút. 3. Đi bộ ít nhất 7 giờ một tuần. Tạp chí Nature của Mỹ đã từng đưa tin những người từ 60 tuổi trở lên, nếu kiên trì một tuần 3 ngày đi bộ, ít nhất là 45 phút một ngày, có thể phòng tránh bệnh đáng trí tuổi già. Một tuần đi bộ ít nhất là 7 giờ có thể giảm thiểu 20% tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú. Đeo một đôi giày thể thao nhẹ nhàng và tiện lợi, mỗi buổi sáng, tối hàng ngày đi bộ vài vòng, hai chân bước đều, hai tay cùng vận động sẽ rất có lợi cho sức khỏe và hệ tim mạch. 4. Mỗi tuần ăn một con cá. Ăn cá có tác dụng gì? Trong thịt cá có chứa một lượng lớn omega 3, có tác dụng quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe não bộ, tăng cường trí nhớ. Với những người lớn tuổi, ăn cá giúp phòng ngừa mắc các bệnh đáng trí. Lưu ý không nên rán hoặc chiên cá, mà hãy chế biến càng thanh đạm càng tốt. 5. Ít ăn thịt màu đỏ sẫm. Tạp chí y khoa của Anh mới đăng một nghiên cứu phát hiện ra rằng càng ăn nhiều thịt có màu đỏ sẫm thì dễ có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, bệnh về đường hô hấp, tai biến, tiểu đường, hội chứng bệnh mất trí hay các bệnh về gan thận. Ghi nhớ, mỗi ngày chỉ nên ăn từ 80 cho đến 150g thịt và tốt nhất là nên thái sợi, thái lát rồi hầm hoặc hấp chín. 6. Chơi các trò chơi thử thách trí nhớ. Thường xuyên chơi các trò chơi thử thách trí nhớ giúp làm chậm quá trình lão hóa của bộ não như đoán chữ, đánh cờ, học thêm một ngôn ngoại ngữ, học thêm một điệu nhảy, đều có thể giúp bộ não được bổ sung và cung cấp nhiều máu, chất dinh dưỡng. Điều này giúp tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa. 7. Năng làm việc nhà. Làm việc nhà cũng có rất nhiều lợi ích mà bạn không ngờ tới. Một bài luận văn đại học ở Hồng Kông có chỉ ra rằng làm việc nhà có thể giảm nguy cơ tử vong. Dọn dẹp nhà cửa có thể ngăn chặn tái phát bệnh tim. Lau chùi nhà bếp giúp giảm cân. Trồng cây giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh trầm cảm. Rửa bát giúp giảm thiểu cảm giác lo âu. Dọn dẹp giường ngủ nâng cao hiệu quả làm việc. Hơn nữa, làm tốt việc nhà còn chứng tỏ khả năng quy hoạch thống kê của bộ não là rất tốt. Thu gọn đồ đạc giúp làm chậm quá trình suy thoái trí nhớ, rất có lợi trong việc thả lỏng và rèn luyện não bộ.
8. Ăn các loại quả hạch khô. So với những người không ăn hoặc ít ăn các loại quả hạch khô, thì những người hàng tuần đều ăn loại quả này có nguy cơ tử vong thấp hơn. Các loại quả hạch có hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và axit béo không bão hòa phong phú. Nó có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đây là loại quả có nhiệt lượng tương đối cao, mỗi lần ăn không nên vượt quá 28g. 9. Nói chuyện nhiều với mọi người xung quanh. Nói chuyện có đơn giản không? Vừa đơn giản mà lại cũng không hề đơn giản. Ngay cả việc nói chuyện phiếm thôi cũng là một cách để rèn luyện thể lực và trí lực. Nói chuyện là một quá trình cần phải động não, là cách để rèn luyện khả năng phản ứng và khả năng ngôn ngữ của bộ não. 10. Thường xuyên tắm nắng. Ánh nắng mặt trời không chỉ là chất hoạt hóa vitamin D mà còn là một liều thuốc bổ miễn phí, thuốc hạ huyết áp miễn phí và thuốc yêu đời miễn phí. Người ta nói rằng mặt trời có thể chữa bách bệnh là bởi các chức năng của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều phải dựa vào dương khí. Dương khí dồi dào sẽ giúp cơ thể kháng được bách bệnh. Nếu thời tiết tốt, khuyên bạn ra ngoài tắm nắng từ 6 cho đến 10 giờ sáng hoặc 4 đến 5 giờ chiều, mỗi lần khoảng 15 đến 30 phút là được. Tốt nhất nên chọn những nơi có nhiều cây xanh hoặc không khí trong lành để thưởng thức những lợi ích to lớn mà ánh nắng mặt trời mang lại. Muốn trường thọ, các bạn cũng nên chú trọng thêm một số điều sau đây. 1. Yêu cái đẹp. Yêu cái đẹp không chỉ những làm đẹp cho mình mà còn làm đẹp cho đời. Trau chuốt bản thân không chỉ là nhu cầu đẹp thể xác, tinh thần mà còn là nhu cầu của văn minh hiện đại. Tóc bạc nhuộm đen sẽ khiến bạn trông trẻ trung hơn. Thường xuyên cạo râu khiến mặt mũi luôn luôn sáng sủa và sạch sẽ, vừa lợi cho mình, vừa đẹp cho đời. Già phải thời trang, trẻ phải ngoan. 2. Học cách mở lòng. Cái gì cần buông bỏ thì hãy buông bỏ, đừng nên làm khó và miễn cưỡng bản thân. Cuộc đời ngắn ngủi không được phép lãng phí. Nếu như ngay chính bản thân mình không trân trọng mình thì còn ai để tâm tới mình nữa. Mở lòng với người khác sẽ khiến bạn luôn thoải mái, cuộc sống vui vẻ, tự nhiên sẽ trường thọ. 3. Đồng tình tiếp nhận cái mới, quan niệm mới. Thời đại đã thay đổi, quan điểm sống cũng không ngừng thay đổi. Con người phải luôn học cách tiến bộ và tìm hiểu những quan niệm mới. Nếu như bạn luôn sẵn lòng bước ra khỏi cửa để đi khám phá thế giới, tiếp nhận những sự vật, sự việc và quan niệm, thì bạn chắc chắn sẽ là một người luôn vui vẻ và biết cách hưởng thụ cuộc sống. 4. Là một người lạc quan vui vẻ. Theo tạp chí Nhà Tâm Lý Học của Mỹ, báo cáo có khoảng 17% người Mỹ là những người lạc quan yêu đời. Họ có thái độ tích cực và mục đích sống rõ ràng. So với những người bi quan thì họ khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta hãy nên cố gắng để duy trì thái độ lạc quan, tích cực tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đảo Sardinia của Ý hay tỉnh Okinawa, Nhật Bản đều là những nơi có nhiều người sống lâu nhất trên thế giới. Họ rất chăm chỉ làm việc nhưng đồng thời cũng rất chú trọng thời gian ở bên gia đình. Họ luôn không ngừng nâng cao trạng thái tinh thần mà còn thích giúp đỡ người khác. 5. Tính cách cởi mở, thích giao du kết bạn. Cổ nhân có câu, thêm một người bạn, thêm một con đường. Người quen càng dễ làm việc. Không chỉ có vậy, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học người Úc còn chỉ ra rằng nhiều bạn cũng giúp người ta sống lâu hơn. Kết quả nghiên cứu thể hiện những người thường xuyên liên lạc với bạn bè, người thân có tỷ lệ tử vong thấp hơn 22% so với những người ít liên lạc với bạn bè người thân. Bạn bè có thể giúp bạn xả stress, giải quyết khó khăn và khuyến khích bạn có những thói quen sống lành mạnh. 6. Yêu thích công việc dọn dẹp. Nếu như bạn là một người có thói quen dọn dẹp đồ đạc trong nhà và thường xuyên vứt bỏ những đồ dùng không cần thiết, vậy thì xin chúc mừng bạn vì bạn đã có một nhân tố sống lâu tiềm ẩn. Trong nhà chỉ nên giữ lại những đồ dùng cần thiết, còn lại hãy nên vứt bỏ, không nên mua những đồ dùng không cần thiết. Nếu cần thì hãy chọn mua những thứ đồ tương đối tốt. Dọn dẹp xong rồi, bạn sẽ phát hiện ra rằng vẫn là nhà của mình, thế nhưng cảm giác lại thoải mái hơn rất nhiều. 7. Thật lòng quý mến bạn bè. Một phó giáo sư tâm lý học người Mỹ đã từng chỉ ra rằng mối quan hệ xã giao tốt đẹp là liều thuốc giảm sức ép tốt nhất. Có người luôn giúp đỡ sẽ khiến bạn luôn giữ được trạng thái tinh thần khỏe mạnh. 8. Có bạn đời bên cạnh. Trẻ làm vợ chồng, già làm bạn. Bạn đời chính là tài sản quý giá nhất. Bên cạnh luôn có người bạn đồng hành, đồng cam cộng khổ, cuộc sống sẽ càng thêm vui vẻ và ấm áp. Tự nhiên sẽ thấy mình khỏe mạnh và sống lâu hơn. 9. Thích chơi với trẻ con. Nếu như bạn là người thích chơi đùa với trẻ con, chứng tỏ bạn có trái tim không bao giờ già nua. Còn gì quý hơn một cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
10. Thân hình đầy đặn. Nhiều người cho rằng gầy mới đẹp. Thế nhưng bạn có tin khi mà những người có cơ thể đầy đặn sẽ càng sống lâu hơn? Nghiên cứu chỉ ra rằng những người có thân hình đầy đặn có mật độ xương cao, tỷ lệ tử vong thấp, ít bị mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp, các bệnh về xương khớp hay tiểu đường. Đồng thời, có khả năng thích ứng với môi trường sống tốt. Nếu có dịch cúm hay các bệnh viêm phổi thì những người gầy có khả năng dễ bị lây nhiễm hơn những người hơi có da, có thịt một chút. 11. Thích đi bộ. Một nghiên cứu mới nhất với 2.603 người, cả nam giới và nữ giới chỉ ra rằng những người hàng ngày đều đi bộ từ 30 phút trở lên đều được định nghĩa là những người khỏe mạnh, cho dù họ có hàm lượng mỡ trong cơ thể cao. Thế nhưng họ vẫn sống lâu hơn những người đi bộ ít hơn 30 phút một ngày. Đồng thời cũng có một nghiên cứu chỉ ra rằng những người béo có thể cải thiện sức khỏe tim mạch của mình bằng cách đi bộ vận động nhiều hơn 10 phút mỗi ngày. Bởi vậy, đừng ngại đi lại hay vận động sau bữa ăn. Thành hay bại đều do thói quen. Hy vọng sau khi xem xong video này, các bạn có thể thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của những thói quen tốt đối với sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc. Cuộc đời ngắn ngủi, mỗi người lại chỉ có một lần để sống. Bởi vậy, hãy sống sao cho tốt để không uổng phí cuộc đời này bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.